theo em, một người hoa hậu là một người có vẻ đẹp toàn diện về cả hình thức bên ngoài và nội tâm bên trong. Và theo em, sứ mệnh của một người hoa hậu là cần chung tay với cộng đồng để có thể đóng góp một phần sức lực của mình để làm những việc có ích cho cộng đồng chung, cho xã hội chung và từ đó góp phần phát triển đất nước. Em xin hết ạ.